trắng xài rất ok. Đây quý vị coi tay của em đây, là cái này là không có kem như vậy nha, không có kem mà nó còn trắng như thế này đây. Đây, đây, nó không có kem nha, mà nó còn trắng như thế này đây, nó rất là trắng như vậy nha. Chị em nào mà đen quanh năm đó xài giùm cho em gì nha. Cả nhà mình đặt này chỉ cần để lại số điện thoại giùm em là được rồi nha cả nhà. Đây sản phẩm Skin ACE, sản phẩm Skin ACE như vậy nha, chấm chỗ khác sẽ được hả? Giờ có chỗ nào bị nám nhiều á, cái chỗ nào mà gì bị nám, bị tàn nhang nhiều thì mọi người chấm ngay chỗ giùm cho em, thì nó sẽ làm mờ cái vết nám á quý vị. Cực kỳ trắng luôn, xài rất là trắng quý vị nha. 15-20 phút là mở ra, thì trong đây một bộ gồm chai một ngày một lần, tắm một lần, chai tắm hàng ngày, cái tắm hàng ngày, chai body ban đêm, chai body ban ngày, là mình dưỡng nguyên bộ dùm cho em như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi, mọi người ơi. Hy Lâm dễ thương rồi, cảm ơn em. Bao nhiêu tiền một chai? Và 490.000, 490.000 một chai. Thì xuất xứ cái này là từ Hàn Quốc như vậy nha, từ Hàn Quốc, mọi người hãy yên tâm dùm cho em. Đây là có chữ Hàn Quốc của đàng hoàng, mọi người yên tâm dùm cho em mua đi mọi người. Một bộ, dạ đúng rồi vậy, bao nhiêu tiền vậy anh? Dạ 490.000 một sản phẩm như vậy nha. Thì em nghĩ quý vị nên mua một combo dùm cho em gì nha. Một combo là 1.470.000. Nhanh tay lẹ chân dùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay mình để cho 15 phút thì mình tẩy nó dùm cho em thì nó cực kỳ trắng và cực kỳ màng luôn. Và điều sản phẩm đặc biệt là sản phẩm này có thể tắm mặt được luôn. Em đang tắm mặt như gì nha. Còn chị em nào mà sợ thì không nên tắm mặt dùm cho em là bản thân em có tắm mặt luôn. Bốn sản phẩm như thế này đây, bốn sản phẩm như thế này đây. Một bộ là 1.470.000, 470.000. Thì cái này tắm trắng là tắm trắng mặt thôi nha, còn em lại bị nám, bị mụn mấy chỗ này nè, em chấm cho nó ra hết như vậy nha. Nó rất là hiệu quả luôn, xài cực kỳ ok. Đây. Quý vị coi nè. Trắng cực kỳ luôn. Nó cực kỳ trắng nha, một điều đặc biệt cái này có thể tắm mặt được luôn nha quý vị nha, tắm mặt được luôn. Đây mọi người coi nè, cái chân này Lâm đã sử dụng rồi và cái này Lâm chưa sử dụng như vậy nha. Đây. Quý vị coi hai bàn tay nè. Một nó khác cực kỳ, một trời một vực luôn. Còn điều sản phẩm này, sản phẩm này nó an toàn như vậy nha, mình có thể tắm mặt luôn. Và 490.000 một hộp như thế này. Để lại cái tay coi, trắng quá vậy. Ủa cái tay rõ rệt luôn nha cả nhà ơi. Là cái này em đang sử dụng như vậy nha, cho nên hơi dơ xíu như vậy nha, nó hơi dơ xíu là 490.000 sản phẩm này. Dạ, đúng cái chai này nó hơi mụn nha. Là mình tắm là banh rạp luôn, tắm là banh rạp luôn. Thì chị em nào mua thì để số điện thoại giùm cho em. Cái này mình có thể tắm mặt luôn cũng được luôn nha quý vị nha, tắm mặt cũng được luôn. Riêng bản thân em tắm mặt, nhưng mà sản phẩm là khuyến cáo để tắm body thôi, nhưng mà nó rất là an toàn cũng như là nó rất là, ta nói là trắng trẻo nha quý vị nha. Thì bây giờ mọi người nếu mà muốn tắm mặt thì xài mặt là được luôn. Cái chai đó xài có bao lâu chị? Dạ xài rất là lâu, cái body đó cũng một tháng mấy luôn. Dạ từng tắm 2 lần giùm cho em, da mặt của em là ngày một tuần em tắm 2 lần, 3 lần cũng được luôn. Dạ 3 lần được luôn. Thôi thêm chị Thảo ơi, cái sử dụng này là mình tắm trắng mặt được luôn nha chị nha. Tắm nó ok như chai, 490k một chai, 490k một chai như vậy nha. Bao nhiêu một chai thì 490.000 một chai. Mình có thể vừa tắm mặt cũng như là tắm body luôn, cực kỳ trắng trẻo cho chị em nào mua. Nè quý vị coi, thấy ghê không? Nó rất là trắng mà nó rất là mịn màng luôn, nám mụn tàn nhang là sử dụng được. Đây. Đây mình xức lên giùm cho em. Thì hiện tại cái tay của em như thế này chị nha, và em sẽ xức lên chỗ chị coi nó trắng như thế nào. Đây sữa tắm kích trắng nha. Cái này là mình tắm hàng ngày giùm cho em gì nha. Và những cái hạt trong đây là những cái hạt than hoạt tính như vậy nha. Có gì không? Da mặt cực kỳ trắng, ai mà nám tàn nhang là có thể tắm trắng mặt được luôn. Cái này là cái này dùng cho body, nhưng mà em là em xài mặt em luôn nha quý vị nha. Đây quý vị coi nè, hai cái bàn tay nè quý vị, nó rất là trắng nha quý vị nha. Xài mà ta nói nước vô là có, nó rất ok luôn. Đây mình tắm giùm cho em quý vị, trời nó rất là trắng nha quý vị nha. Trắng như là ngọc trinh còn sợ em. 490k nó rất là trắng, 490k mà xài là xài banh rạp, xài là cực kỳ trắng luôn. Một lần, một ngày tắm 4 lần, em tắm nhiều em tắm em ơi. Nó trắng lắm quý vị ơi. Đây là cái chai này xài hàng ngày, chai này xài một lần như gì nha. Còn chai xài hàng ngày nó sẽ khóa trắng cái làn da chúng ta lại.